Xin chào toàn thể em đã quay trở lại với kênh Hoài Ba nha anh em. Hôm nay em xin quay cho anh em xem ít máy cưa và máy cắt cỏ hiện tại đang ở trong cửa hàng của em nha. Đó, nên em sẽ quay cho anh em một lượt cho anh em lựa ưng cây nào anh em có thể là chụp lại cái cây đó. Anh em ấn video dừng lại và anh em chụp lại cây máy đó giúp em nha. Đó, em sẽ báo giá cụ thể và quay video hướng dẫn trực tiếp cho anh em xem. Đó, em sẽ quay một hàng dưới này cho anh em xem nha. Còn rất là nhiều các hãng máy này. Đó, nay em sẽ quay tổng quan cho anh em xem cửa hàng của em và xem anh em ưng được cây máy nào không. Anh em có thể lựa cây máy đó giúp em. Đó, đó đây là hàng giữa. Đó, đây là hàng trên cùng anh em. Đó, toàn cây máy đẹp xuất sắc. Đã đầu ok rồi anh em nhé. Có dòng Epson máy cắt cỏ Valo. Đây là gian hàng máy mới nha anh em nhé. Đó, đây là máy mới máy Trung Quốc nha anh em nhé. Giá chỉ hơn 1 triệu và 2-3 triệu đều có hết nha. Cái này em để bán lẻ cho cửa hàng, cho khách lẻ ở địa phương cho em nhé. Đó, anh em nào có nhu cầu mua máy mới, anh em có thể liên hệ qua bên Zalo 0345050399 giúp em. Đó, em sẽ báo giá cụ thể từng cây máy cho anh em xem. Toàn những cái hàng thương hiệu lớn, Mitsuyama. Đó, bên em có bán cả dụng cụ cầm tay mới nha anh em nhé. Đó, làm bãi xin máy cưa nhỏ này. Đó, làm dài này. Rất mấy máy cưa dụng cầm tay mới này. Đó, bây giờ sẽ quay sang cái lô máy cưa mới về bên em. Máy cưa mới về siêu đẹp cho anh em. Echo lớn giật trợ lực này nha. Đó, Echo lớn giật trợ lực này, hàng bãi. Máy này đẹp, anh em đã dọn sẵn ngon lành để bán lẻ anh em nha. Đó, bên em có rất nhiều máy cắt cỏ, cưa. Đó, rất là nhiều các hãng máy anh em lựa chọn nha. Máy sẽ quay tổng quan anh em. Trong này nó ước tính tầm khoảng hơn 100 cây máy cắt cỏ anh em nhé. Đây là hàng nó dọn bán lẻ tại cửa hàng cho khách ở địa phương, cho em người ta đến người ta mua nha. Đó, Echo rất đẹp. Đó, anh em cần mặt hàng gì anh em cứ liên hệ qua Zalo 0345050399 với em nha. Để em sẽ gửi cho anh em xem cây máy đẹp nhất anh em sưu tầm được nha. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoài Bã nha anh em. Đó, anh em nào cần mặt hàng gì em có liên hệ qua Zalo giúp em. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo của Hoài Bã nha anh em.